Hello mọi người, mấy ngày vừa qua không biết có đã cái nư chưa. Thật sự thì đây là một trong những trận beef solo mà mình cảm thấy là phê nhất khi được nghe luôn. Trong suốt 10 năm nghe nhạc và trở thành một rap fan của mình, cả hai người là ICD và Rich Joy đều đã cố gắng hết sức để mang tới một trận beef mãn nhĩ cho chúng ta. Và ai cũng có những cái điểm sáng đáng khen ngợi trong trận beef này hết. Tuy nhiên khi nói riêng về ICD, mình nghĩ là không ai trong chúng ta có thể phủ nhận được sự tiến bộ vượt bậc của anh về cả tư duy âm nhạc và kỹ thuật rap. Mà đối với cá nhân mình thì có lẽ là ICD đã đến được cái ngưỡng hoàn thiện của anh rồi, chứ không chỉ là một sự tiến bộ bình thường. Và với những gì mà ICD đã thể hiện trong trận beef này thì nói rằng anh đã nâng tầm cuộc chơi thật ra cũng không sai. Khi mà qua chuỗi 3 bài diss của ICD và những cái phản hồi của khán giả, chúng ta cũng có thể thấy được là 3 bài diss này có khả năng sẽ trở thành những tiêu chuẩn mới cho nhạc diss. Vậy cuối cùng thì ICD đã nâng tầm nhạc diss như thế nào? Và trước khi vào nội dung chính thì mình cũng muốn nói trước luôn, góc nhìn Việt Hip Hop là nơi mà đội ngũ biên tập viên của Việt Hip Hop sẽ đưa ra những góc nhìn cá nhân của bọn mình. Và nếu như bạn theo dõi Việt Hip Hop đủ lâu thì bạn cũng biết rằng ICD và Việt Hip Hop có một mối quan hệ khá là tốt đẹp. Và chính vì vậy mà bọn mình có thiện cảm với ICD hơn. Tuy nhiên, bọn mình không hề có một vấn đề gì với Rich Joy, và bọn mình vẫn sẽ cố gắng hết sức để đưa ra những quan điểm khách quan. Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. 1. Đầu tư concept. Thực tế thì ICD không phải là rapper đầu tiên mang concept vào nhạc diss, tuy nhiên anh lại là người đang làm tốt nhất điều đó. Trước ICD thì chúng ta có một vài trường hợp, ví dụ như Ricky Starr đã sử dụng concept hóa thân vào thầy bói nè, rồi dân làng nè để diss B-Ray trong bài Chuyện Làng. Hoặc là AC đã sử dụng concept đông y để set up nên bài Trường Ca 5B. Tuy nhiên không có ai sử dụng concept để diss một cách trọn vẹn giống như ICD cả. Sử dụng concept để diss một cách trọn vẹn là sao? Nếu các bạn còn nhớ thì trong bài Không Giữ Lời, ICD đã sử dụng concept ông chú cực kỳ hoàn chỉnh và chân thật, thật tới mức độ 95% thời lượng của bài nhạc là dành cho nhân vật ông chú này. Bởi vì giống như anh đã nói ở phần 3 đó, là không có đứa cháu nào dám leo vào mồm của bậc cha chú khi đang nói chuyện ngoài đời cả. Và hơn hết, trong khi những concept như là của Ricky Starr trong bài Chuyện Làng hay là của AC trong Trường K5B đều là những concept đi từ trí tưởng tượng ra, hay nói đúng hơn thì nó đơn thuần chỉ là một ý tưởng. Còn lý do mà concept của ICD hoàn chỉnh hơn đó là bởi vì nó được viết nên bởi những câu chuyện và những sự kiện có thật, tức là từ chương trình King of Rap và những cái lùm xùm xoay quanh mà ICD đã sử dụng và xây dựng nên cuộc trò chuyện giữa anh và ông chú này. Đó cũng là một phần lý do tại sao concept của ICD hoàn chỉnh hơn và chân thật hơn rất nhiều. Và đó cũng là lý do vì sao mà concept ông chú của ICD lại trở thành một trong những trọng điểm của trận beef này. Và theo những quan sát của mình thì ở Việt Nam, trừ những rapper được định hướng đi theo battle luôn, ví dụ như Gothic, thì những rapper khác xem nhạc diss hoặc là battle nó giống như là side quest, giống như là đi làm nhiệm vụ phụ trong game. Nhưng mà cái việc đầu tư concept quá chỉnh chu vào một bài nhạc như vậy đã làm cho Không Giữ Lời gần như là trở thành một bài nhạc chính thức của ICD luôn. Tức là kể cả khi beef đã kết thúc thì khán giả vẫn có thể nghe bài đó hết lần này tới lần khác, giống như một bài nhạc bình thường vậy. 2. Đầu tư production. Trong chuỗi 3 bài diss của ICD thì người cũng góp công sức và chất xám và thời gian vào trong trận beef này, ngoại trừ ICD, còn có người producer đã đồng hành cùng anh, đó là Eric Fang. Từ những bài như là Không Chăm Chút hay là Không Vấn Đề, Eric Fang đã thể hiện anh là một người không chỉ am hiểu về âm nhạc nói chung mà còn am hiểu âm nhạc của ICD nữa. Những con beat được anh đánh ra không chỉ chỉnh chu về mặt chất lượng mà còn rất phù hợp với ICD ở nhiều khía cạnh. Khi bước vào chuỗi 3 bài diss thì Eric Fang lại càng ngày càng hardcore hơn. Kể từ Không Giữ Lời, anh đã bắt đầu sử dụng nhiều âm thanh cũng như là nhiều hiệu ứng lạ tai, và cái cách mà anh sử dụng chúng cũng khó mà bắt gặp được ở những bài rap thông thường khác. Và đương nhiên là không thể nhắc tới Không Muốn Dây, với rất nhiều beat và những đoạn chuyển cực kỳ mượt mà liên tục trong vòng 13 phút. Cuối cùng là Không Lối Thoát, lúc Eric thể hiện những màu sắc phù hợp hơn cho một bài chốt hạ với những con beat sôi động và vui vẻ hơn. Thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên mà các rapper đầu tư vào phần beat cho một bài diss. Có rất nhiều rapper từ trước đã bỏ tiền ra mua beat hoặc là làm việc cùng với producer riêng để cho ra những bài diss rồi. Và bài nhạc mà mình nghĩ là có cái sự đầu tư về phần beat tiệm cận nhất với ICD lần này, đó chính là bài Cấm Nghe của AC do Nguyễn Hồng Giang đánh beat. Trong khi đó thì đa phần những rapper khác, dù là làm việc với producer riêng, nhưng mà dường như người producer chỉ đánh ra một con beat để cho rapper rap trên đó mà thôi. Và với những gì mà chúng ta đã nghe được từ cái sự phối hợp giữa Eric Fang và ICD thì mình nghĩ rằng chúng ta có thể khẳng định đây là lần đầu tiên mà phần beat trong một trận beef lại được đầu tư nhiều tới mức đó. Nếu các bạn để ý kỹ thì Eric Fang đổ vào rất nhiều tâm huyết trong cái việc phối hợp giữa beat và flow với delivery của ICD. Cứ hễ mà ICD chuyển biến thì beat sẽ chuyển biến theo, cứ hễ mà ICD dồn dập thì beat sẽ dồn dập theo. Cứ như đây không phải chỉ là trận chiến của riêng ICD mà còn là trận chiến của Eric Fang nữa, giống như kiểu producer thời chiến. Nói chung là từ đầu tới cuối, nếu như mà không có Eric Fang thì chúng ta
chắc là không được thưởng thức một trận beef đa dạng tới mức độ này. Và đương nhiên là cũng đã tai nữa. Có một cái sự thật là ngày trước trong những cái trận beef của ICD, rap fan thường có một cái tâm lý là chỉ muốn nghe ICD khi mà còn beef thôi. Còn khi mà hết beef thì rất ít người quay lại để nghe ICD bởi những vấn đề về tính nhạc của anh. Và tương tự với cái việc đầu tư vào concept, việc đầu tư vào phần sản xuất nhiều như thế này để giúp cho ICD biến những cái bài diss của mình thành những bài nhạc thật sự với tính nghe lại và chất lượng cao hơn hẳn so với những gì mà anh đã làm trong những trận beef trước đó. Và trong lúc mà mình biên tập cho video này thì chúng ta đang được chứng kiến trận beef giữa thành Draw, 16 Thief, SA Milo, RT v.v. Lúc này thì mình để ý thấy là khán giả đã chú ý nhiều vào phần beat hơn và nhắc tên những producer nhiều hơn. Những người như là Lốt Phạm, Masto, Flower Pool, Teddy Chilla và Goofy cũng dần trở thành những người đang tham gia vào trận beef chứ không chỉ còn là những tay buôn vũ khí cho rapper nữa. Và mình nghĩ rằng đó là một dấu hiệu tích cực để thúc đẩy cộng đồng hip hop producer tại Việt Nam. 3. Diss nhưng không tục tiểu. Nếu các bạn để ý thì xuyên suốt 3 bài diss, ICD rất ít, cực kỳ ít khi sử dụng những từ chửi thề hay là tục tiểu. Thực tế là có sử dụng thì cũng không có sai. Tuy nhiên, không sử dụng đương nhiên là level up hơn là việc sử dụng rồi. Thứ nhất là anh chứng minh được mình tấn công được đối thủ mà không cần phải chửi thề. Thứ hai đó là anh đã thể hiện ra một phong thái dissing dễ tiếp cận hơn, gây thiện cảm nhiều hơn và phù hợp hơn với tình hình hiện tại của xã hội. Bên cạnh đó thì anh cũng đem đến cho khán giả đại chúng một hình ảnh khác về nhạc diss. Đó là mình vẫn có thể sử dụng cái này để giải quyết mâu thuẫn, nhưng vẫn có thể giữ được sự văn minh nhất định. Thực ra là trong quá trình beef, mình nhận thấy là đã có rất nhiều rap fan để ý thấy điều này và bình luận khen ngợi điều này của ICD khá nhiều. Điều đó cũng cho chúng ta thấy là đối với rap fan, họ cũng thoải mái với những bài nhạc diss không chửi thề thôi. Tức là không có phải cứ diss là phải diss thật căng, thật hăng, chửi thật tục thì rap fan mới thích. Nếu các bạn có xem qua Ngôi Đền Huyền Thoại về Kanye West thì các bạn có lẽ sẽ biết về cuộc đua doanh thu giữa hai album là Graduation và Curtis. Trong đó album Curtis của 50 Cent là một album gangster rap, trong khi đó album Graduation của Kanye West thì lại nói về chuyện giới tính, xã hội, văn hóa, v.v. Nói chung là những cái chủ đề nó đại chúng hơn. Và kể từ cuộc đua doanh thu này thì thời đại hoàng kim của gangster rap đã chính thức kết thúc. Điều đó để lại cho chúng ta một cái góc nhìn khác về nhạc rap. Đó là thật ra ngoài kia có rất là nhiều người muốn nghe rap và thích nghe rap. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể tiêu hóa được cái sự gai góc, đen tối, bậm trợn, bụi đời của những tay rapper. Vì vậy cái việc mà hạn chế đến mức gần như là không tục tiểu như ICD đã làm đã đem về cho nhạc diss một lượng khán giả mới từ bên ngoài và giới thiệu đến cho họ một thứ nhạc diss mới, một thứ nhạc diss lịch sự hơn, văn minh hơn nhưng vẫn đầy sát thương và sự thông minh trong câu từ. Mình nghĩ rằng chính nhờ điều này mà những bài diss của ICD đã dễ dàng leo lên top thịnh hành của YouTube bởi nó thu hút được nhiều khán giả hơn và cũng không gây ra hiệu ứng tiêu cực khi mà những bài diss này tới tai của cánh báo chí hay là nhà đài. Vừa thể hiện được trình độ khi có thể diss mà không cần tục tiểu, vừa mang nhạc diss lên một vị trí cao hơn, vừa mang một lượng khán giả mới về cho nhạc diss, lại vừa tạo cơ hội cho giới báo chí viết về nhạc diss mà không phải chịu rủi ro về dư luận xấu. Đó đều là những thứ mà mình nghĩ rằng chưa có rapper nào làm được tất cả những điều đó cùng một lúc cả. Và mình tin rằng đó chính là một sự nâng tầm cuộc chơi của ICD. 4. Lập nên chiến dịch dài hơi. Đây có lẽ là phần mà đa số các rap fan ấn tượng ICD nhất. Và bản thân mình cũng vậy. Thực tế là những cái chiến thuật hay là những cái chiến lược không phải là lần đầu tiên mới xuất hiện ở trong những trận beef. Tuy nhiên trước đây thì các rapper thường sử dụng những cái chiến lược ngắn hạn, ví dụ như là nhấp nhả ở bài đầu xong rồi bắt đầu tung ra những cái thông tin chí mạng ở bài 2 hay bài 3, hoặc là những cái chiêu trò như là gài bẫy wordplay v.v. Và thường thì các rapper kể cả có già gân và trình độ cao hay là có kinh nghiệm nhiều trong beef, họ cũng thường lập nên những cái chiến lược dài trong vòng bài 1, bài 2 thôi. Trong khi đó ICD đã tính nước đi cho bài 3 kể từ khi anh tung ra bài 1. Và nó còn khủng khiếp ở cái chỗ là bài 3 của ICD còn đón đầu Rich Joy một cách cực kỳ thuyết phục như vậy nữa. Và nếu như bạn là một rapper đã từng tham gia beef thì bạn cũng sẽ hiểu được là cái việc mà đoán trước đối thủ sẽ viết cái gì về mình để rebuttal á, nó cực kỳ khó. Bạn rất dễ rơi vào cái trường hợp là dành ra 3 ngày mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ chỉ để đoán coi là đối thủ sẽ nói cái gì về mình, xong rồi bạn ngồi bạn rebuttal hết cho tới cái ngày thứ tư đối thủ ra nhạc và chả có cái gì giống với bạn đoán hết.
Thì thay vì như vậy, thà là các rapper sẽ chọn cái việc là đợi đối thủ ra nhạc rồi rebuttal luôn. Tuy nhiên, chiến lược xuyên suốt 3 bài này của ICD không chỉ được xây dựng nên bởi những cái suy đoán của anh, mà nó còn được xây dựng nên bởi những gì mà anh đã biết về cục diện của trận đấu. Chẳng hạn như ICD lợi dụng rất giỏi việc Chris Choi bị rap fan ghét khá nhiều. Ở điểm này thì chúng ta phải đồng ý rằng Chris Choi là một trong những rapper có lịch sử tai tiếng nhất và có nhiều anti fan nhất Việt Nam. Ok chưa? Anh cũng nhìn ra được cái bản tính nóng nảy của Chris Choi nữa. Chính vì hiểu được cái bản tính đó của Chris Choi cho nên ICD mới có thể đưa ra được những cái bẫy như là bẫy 20 triệu hay là bẫy concept ông chú vân vân. Anh còn tận dụng được luôn cả những cái sơ hở của những người xung quanh Chris Choi như là Linh chẳng hạn. Và chính vì nắm được quá nhiều thứ như vậy cho nên ICD mới có thể đoán trước được Chris Choi sẽ làm gì trong bài tiếp theo. Điểm chốt hạ của ba bài diss này nằm ở thông tin 80 triệu mà ICD đã gài bẫy để Chris Choi tự khai ra một cách công khai. Tuy nhiên, chiến thuật này của ICD sẽ thất bại nếu như không lối thoát, không được tung ra ngay sau nói dối là hư chỉ 1 tiếng 30 phút. Tại vì bạn nói là bạn gài bẫy tôi, thì khi mà tôi ra bài diss, bạn phải rap lại được liền. Chứ nếu như mà 3 ngày sau bạn mới rap mà bạn kêu bạn gài bẫy tôi thì nó không thuyết phục, đúng không? Mà để làm được vậy thì ICD và Eric Fang đã phải chuẩn bị không lối thoát từ trước đó rất lâu rồi. Chứ không thể nào mà vừa viết, vừa làm beat, vừa làm hình ảnh, vừa mix trong vòng 1 tiếng rưỡi nữa trơn. Điều đó là bất khả thi. Với những phân tích vừa rồi của mình thì thật sự là phải nói rằng chưa từng có một trận beef nào chúng ta được chứng kiến mà nó đầy tính chiến thuật như là trận beef này, đặc biệt là ở phía ICD. Và nó đã nâng tầm nhạc diss lên thành một màn biểu diễn nghệ thuật quân sự, thay vì chỉ là một màn đấu khẩu ông A chửi ông B chửi ông A cho tới khi ông A kêu thôi tao chán rồi, tao out. Và đúng như những gì mà cộng đồng mạng đã đoán thì Chris Choi sẽ là người kết thúc trận beef này với bài cuối cùng. Mà nếu như các bạn còn nhớ thì ngày xưa khi mà beef nhau á, ai mà không ra được bài cuối cùng á thì người đó thường sẽ bị đưa vào thế thua. Tuy nhiên ở trường hợp này mình nghĩ rằng ICD sẽ rất khó để có thể rơi vào thế thua, bởi vì chiến thuật của anh ta quá hoàn hảo và những gì anh ta thể hiện ra là quá thuyết phục. Và nếu như các bạn để ý kỹ thì trong bài Không Lối Thoát, ICD cũng đã có những bar nói về việc nếu như Chris Choi ra bài tiếp rồi. Tại vì giống như mình nói á, kể cả cộng đồng mạng còn đoán được Chris Choi sẽ làm gì thì ICD làm sao mà không đoán được. Và rõ ràng là phản hồi của khán giả về bài mới nhất của Chris Choi đã cho chúng ta thấy là tuy anh đã gỡ gạt lại được phần nào dư luận, song anh cũng không thể chiến thắng được trận beef này. 5. Tinh thần thượng võ. À, bữa nay bị cảm nữa mọi người, nên là giọng nó hơi khó nghe chút xíu, mọi người thông cảm nha. Với lại mùa này dễ bệnh lắm, mọi người đi ra đường nhớ giữ sức khỏe nha, mặc áo khoác, đeo khẩu trang rồi vô. Bệnh mệt lắm. Quay lại vấn đề nè, tinh thần thượng võ của ICD được thể hiện ra thông qua rất nhiều hành vi của anh, mà mình gom lại thành 3 ý chính. Đầu tiên là nếu như các bạn để ý kỹ thì xuyên suốt trận beef, ICD không hề đăng một dòng trạng thái nào lên Facebook hay là Story hay là bất cứ nền tảng nào khác, mà anh chỉ đăng để thông báo khi ra nhạc thôi. Trong khi đó, trong rất nhiều trận beef trong lịch sử thì các rapper ngoài tấn công nhau trên âm nhạc, mọi người còn tấn công nhau trên mặt trận mạng xã hội nữa. Nào là đăng dòng trạng thái, nào là đào ảnh hồi xưa của nhau để chế giễu bôi nhọ nhau trên mạng xã hội để giành dư luận về phía mình. Điều này thật ra đối với mình là không có gì sai, tại vì không có ai cấm các bạn làm vậy được hết trơn á. Chỉ là tùy quan điểm của mỗi người thì thấy nó có hợp mắt hay không thôi. Nhưng mà dù quan điểm của các bạn thấy cái việc đó là đúng hay sai thì hẳn là các bạn vẫn thích hành động của ICD hơn. Bởi vì hành động đó không chỉ thể hiện bản tính nói ít làm nhiều của một thằng đàn ông, mà nó còn hạn chế đi rất nhiều cái bầu không khí độc hại ở trên mạng xã hội mỗi lần mà có beef. Thứ hai, fan group của ICD cũng không có những cái động thái xen vào việc người khác, như là đi seeding nè, như là lan truyền thông tin giả nè, hay là gào mồm lên như thế đó là chuyện của mình. Tôi nằm vùng tất cả các group luôn, ok chưa? Còn cái này không phải là mình muốn dìm Chris Choi nha, mà đây là một thực trạng đang xảy ra. Đó là trong group The Limbs Mafia của Chris Choi á, đa số bài đăng là từ những thành viên ẩn danh, và có những cái bài post thực sự là không rõ mục đích là để làm gì. Và có những thành viên khác đã phải comment hoặc là lên những cái bài viết để nói về cách ứng xử của những thành viên còn lại trong nhóm. Nói chung là tình hình khá là hỗn loạn. Có lẽ các bạn vẫn nghĩ rằng đó là một điều không quan trọng. Tuy nhiên, để có được một cái fanbase vừa trung thành vừa đoàn kết, nhưng mà để có được một fanbase vừa đoàn kết vừa trung thành vừa văn minh như vậy thì người nghệ sĩ
có một cái trách nhiệm và vai trò rất là lớn, rất là quan trọng trong câu chuyện. Thật ra thì fanbase của ICD cũng là một cái chủ đề rất là hay, nhưng mà để phân tích ra được thì nó sẽ mất thêm một khoảng thời gian và nó cũng không đúng chủ đề cho lắm, cho nên là mình sẽ tạm ngừng ở đây. Tuy nhiên, các bạn có thể để ý và hiểu một cái tình huống cực kỳ đơn giản thôi. Đó là người yêu của ICD. Người yêu của ICD là người đã bị lôi vào cuộc beef này và vướng phải những cáo buộc của Rich Choi và nhân vật Linh. Tuy nhiên là cô ấy cũng không hề lớn tiếng, cũng không hề mất kiên nhẫn, cũng không hề lộ sơ hở, mà cứ văn minh bình thường thôi và tin tưởng vào ICD. Tất cả những cái điều đó tạo ra một cái văn hóa fanbase rất là lành mạnh cho ICD và giúp anh tạo nên một cái hình ảnh đẹp trong mắt không chỉ khán giả mà còn của các nhãn hàng vân vân. Và đương nhiên là hạn chế được rất nhiều rủi ro nếu như lỡ có một đồng đội nào đó đưa cái bàn phím đi quá xa trong trận chiến, nếu bạn hiểu. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là ICD không hề hạ thấp phụ nữ mà anh thậm chí còn nâng niu hình ảnh của họ hơn. Không hạ thấp phụ nữ được thể hiện ở cái việc ICD đã không lôi những người phụ nữ xung quanh Rich Choi vào trận chiến này. Đúng là ICD có nhắc tới bà của Rich Choi nhưng mà chỉ là nhắc tới thôi mà. Còn trường hợp của nhân vật Linh thì đó là bảo vệ bạn gái. Và kể cả nếu bạn nói với mình là đó chỉ là một cái cớ để ICD có thể dùng 2/3 một bài diss cho Linh, thì cái luận điểm đó nó khá là nhảm nhí. Tại vì chính bà Linh là người cho ICD cái cớ mà. Ở trong video những quan điểm vô lý về beef mình có nói rồi, đó là muốn tấn công ai á thì hãy đào sẵn hai cái huyệt, bởi vì cái gì cũng có cái giá của nó hết. Đó là cái hậu quả bạn phải nhận khi mà tự nhiên bạn bước vào trận chiến của người ta rồi biến một phần trong cái trận chiến đó thành của mình. Trong khi đó ngược lại, nếu như các bạn tinh tế thì các bạn đã nhận ra ICD có nhắc tới thông tin về gia đình nhỏ của Rich Choi, tức là về vợ con của anh. Nhưng ICD chỉ tấn công Rich Choi chứ không lôi phụ nữ và trẻ em vào nhạc diss. Và cái này tuy là một thông tin nhạy cảm nhưng mình chỉ muốn nói thêm để bổ sung thông tin. Đó là chắc hẳn khi mà cái thông tin đó đã được lộ ra, mình thấy đã có một số rap fan trên cộng đồng mạng đã đào lại những cái comment của gia đình của Rich Choi. Và mình nghĩ là với tất cả những cái angle, những cái thông tin đó, ICD hoàn toàn có thể tấn công vào gia đình của Rich Choi. Nhưng ICD đã không chọn làm như vậy. Còn cái việc ICD đã nâng niu hình ảnh của người phụ nữ, nó được thể hiện qua cái việc anh đã bảo vệ người bạn gái của anh. Và cái hành động đó nó bản lĩnh ở cái chỗ anh đã làm điều đó trên mặt trận âm nhạc, chứ không phải là đi trà sữa. Tại vì mọi người phải hiểu là trong xuyên suốt lịch sử của nhạc rap nói chung và nhạc diss nói riêng á, hình ảnh của người phụ nữ đã luôn bị lôi vào để làm công cụ tấn công, để làm hình ảnh giải trí, để làm cái để mà những rapper chế giễu bôi nhọ. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà mình được chứng kiến trong một bài diss mà một rapper đứng ra để bảo vệ một người phụ nữ. Có thể là trường hợp này nó hơi cụ thể và nó hơi đặc biệt, nhưng mà đúng thật đây là lần đầu mình được chứng kiến cái điều đó. Và đối với mình thì hành động đó cực kỳ giá trị, cực kỳ thiết thực. Nó không chỉ thay đổi ánh nhìn của khán giả về nhạc diss mà nó còn thay đổi luôn cả tư duy của các rapper. Từ giờ thì mình tin rằng là cái việc mà lôi phụ nữ vào để diss nó không còn dễ ăn như ngày xưa nữa. Và đó là những quan điểm của việc hip hop về cách mà ICD đã nâng tầm nhạc diss. Quan điểm của bạn là gì? Đừng ngại để lại bình luận bên dưới nha. Và nhớ hãy bình luận thật văn minh, cũng như đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho việc hip hop. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Mình là Tâm. Peace out.